đi chài cá nha các bạn. Mình mới mua cái lưới hôm qua, mình cũng đã chài thử con cá rồi, mình cũng có quay lại cái clip rồi, giờ mình đi chài nữa. Mai chủ nhật mà, mai chủ nhật mình đi chài để bắt cá vô nấu cháo ăn. Các bạn nhớ thấy clip mình hay thì các bạn nhớ subscribe đăng ký bên dưới nha, ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ làm clip thường xuyên nên các bạn nhớ ủng hộ mình để mình để xem những cái video tiếp theo nha các bạn ơi.
Ôi đồ má một cá. Các bạn ơi, các bạn ơi.